em đang té con máy đồng biên anh Tứ ở Hưng Yên. Con này mặt rộng 50 nhá. Đấy. Đấy. Quá nhanh luôn ạ. Rồi, vô vô luôn. Con này em sao đôi hiểu. Đây sản phẩm đây. Chuyển về Hưng Yên chỗ anh Tứ. Hít đi thịt. Đây lưới.